Đây là thị trấn Ea Drăng của huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk các bạn. Mình đang lên dốc đứng sừng luôn. Ở thị trấn là cái dốc dữ lắm. Và mình quay video phần này là phần thứ 20 về Tây Nguyên của vợ chồng mình, là từ Củ Chi, Sài Gòn đó, mình đi về hướng Tây Nguyên các bạn. Mình về hướng Gia Lai, Kon Tum. Sau đó mình đi ra ngã ba biên giới không chừng mình đi về hướng đó đó. Của chương trình đường đi như vậy. Và đây là ở thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Và vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và đăng ký để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo các bạn. Vợ chồng mình chuyên về quay đường xá ở đất nước Việt Nam thân yêu các bạn. Vợ chồng mình đi đến đâu sẽ quay video đến đó và đưa lên YouTube để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng vợ chồng mình thưởng lãm những cảnh đẹp quê hương Việt Nam qua những chuyến đi của vợ chồng mình. Và bây giờ vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn cô chú anh chị cùng vợ chồng mình thưởng lãm cảnh đẹp qua đường đi của vợ chồng mình. Mình đang đi về hướng Pleiku. Từ đây đến Pleiku còn khoảng 100 km nữa các bạn. Ở đây là thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Mình đi về hướng đó, hướng Pleiku, Kon Tum, ngã ba biên giới. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube tất cả các bạn. Kênh thứ nhất là Vợ Chồng Sửa Xe, và kênh thứ hai là Vợ Chồng Du Ký. Các bạn vào xem, các bạn nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình nha các bạn. Đường đây đang lên dốc không mà xe chạy quá chừng. Chiều rồi các bạn, trời chỉ mưa quá chừng, không có mưa hên, không có mưa, mưa là mù trời không có quay được. Hết khu dân cư, mình chạy được tốc độ là 80 km/h. Tiếng đường này đi bụi dữ lắm các bạn. Mình lao khiến liên tục để cho anh rõ. Gió dữ lắm, gió và bụi và bắn tốc độ. Đây có mất thằng các bạn, gắn đầy đường hết, các bạn chạy cẩn thận. Ở đây có mất thằng quản lý nhiều lắm. Đoạn này được chạy 80 nhưng mình chạy cũng tầm 60, cứ vắng vắng chạy 60. Còn đông đông người thì mình chạy 50 cho an toàn, không đi bắn tốc độ. Đọc bên đường cái này ở đâu. Bốt đường. Đường. Ở đây coi cái bản hiệu nằm tới đâu rồi. Đi đường lạ mình dòm theo bản hiệu đường các bạn. Ở
đây huyện vẫn còn e y leo. Rồi được rồi, ở đây còn huyện e Hà Leo được rồi, hồi đi tới là cái huyện khác nữa rồi. Ở đây còn huyện e Hà Leo tỉnh Đắk Lắk các bạn, sợ đi qua bên Gia Lai rồi, đường dốc đẹp lắm các bạn, đang buổi chiều hoàng hôn nữa. Mình cứ lết lết từ từ, mình sợ bị bắn tốc độ. Mình cứ 50 60, 50 60, mình lo nói chuyện dòm đông dòm tay, nhiều khi cái bảng hiệu mình không biết, cái bảng tốc độ mình không để ý, nên đông đông cư dân cư về thì mình cứ chạy 50, đường đồng ruộng vắng rồi mình chạy 60 vậy thôi, giữ khoảng cách an toàn để dành tiền đổ xăng đi vòng vòng chơi. Lấy 77 nhân 3, không có 77 nhân 3 không ạ, 72 à, quên, 77 nhân 24 chứ. Cái đó nhân 3. Nhân 3. 42. Cảnh đẹp quá chừng, cảnh bên phải. 41. 155. 13 25. Rồi thêm số 0, 55 mấy ạ? Cái đại thế đi từ từ. Gom được 200. Đường dốc rất là đẹp, đường dốc quanh co, hầu như theo thấy con mình chạy à. 6 đèo cư đường về chiều rất là đẹp, hoàng hôn đừng có mưa là đường đẹp. Kể cứ từ từ chạy. Đây đi thẳng ở CT02 luôn. Còn 89 km nữa sẽ đến thành phố Pleiku, thị xã Buôn Hồ đi về phải. Mình đang ở thị xã Buôn Hồ lên mà. Nãy mình đi xuống đó. Lên dốc nặng lắm.
ở làm xe nào xe nấy lên, thấy ghê không? Cứ từ 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 nó lên. Ở đây ta bơm nước vỏ xe thấy không, bơm nước vô vỏ mình thấy chạy bình thường, nhưng mà tại vì xe ta nặng á, ta phải bơm nước vô vỏ nó mới lên nổi, không là nóng như mất. Xe du lịch thì rất là khỏe. Bơm nước mui để dành xả vô vỏ xe. Bên phải là một cái vực thẳm nha các bạn. Đứng luôn. Đứng luôn. Chạy cặp bên về chuyện núi bên phải thì thẳng đứng dữ, sâu lắm, dòm không dám dòm. Mấy xe tới đây là bơm nước mui. Còn mình ô tô con chả việc gì, dốc đứng thì lên số 1 lên, nói số 2, số 3. Được 300 ngàn. Đường đi về đâu? Ở đây đặc biệt không có biển, chỉ có núi với sông hồ thôi. Sông suối. Quyện E Hà Leo vẫn còn quyện E Hà Leo không? Đi quốc lộ 14. Bản đồ để là CT01 ở 02 AH17. Hết khu dân cư. Cái đèo đó, đèo chậm. Thì cái đường vắng là chạy 50 được. Người ta dân ở đây ta còn chạy chậm. Gió u u u. Cà phê, bên phải mình là cà phê. Vắng mà thì cứ chạy sát chục, con không biết là bao nhiêu, lâu quá không có nhớ tốc độ nằm ở chỗ nào. Đây đoạn phường ở bên đó vậy. Tuyến đường phường này là đúng bài bản, đẹp đẹp cực kỳ, nhưng mà chạy nhanh quá thì mình không có thưởng thức được. Chạy về ngắm cảnh, chạy nhanh quá mình tập trung chạy không. Thank you.
biết sầu gì, sầu gì không có lá, phần bông không. Cái sầu này lâu đó. Quá chừng điện gió. Quá nó trên đồi đó. Ừ. Lát mình chạy lên đó. Ai biết đâu. Cái đi đó. Tới đâu chạy tới đó. Đi xuống nè. Không có lên. Chị Google chỉ đâu vậy đó. Kéo xe kia. Cái kéo mà đang nổi. Xe bị hư kéo về. Quá chừng đẹp. Sơn đâu có bôi đâu, đâu có bay đường liền chứ, tương đối đường liền cũng có đồng ruộng mà. Đất đây không có tốt. Đường thì nếu mà đi tới đó là khỏe. Đi thử. Eo về bên trái quên. Eo phải là eo trái. Eo về bên trái. Theo con đường quốc lộ 14 Hồ Chí Minh AH17 CT02. Có một con đường mà rất là nhiều thông tin. Nhiều tên.
Volvo để là AH17 CT02. Ở ngoài đường thì mình thấy để Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 14. Thôi mà không có thấy bản tốc độ. Mình không thấy bản tốc độ. Xe leo luôn. Quyền leo luôn. Nghe leo. Trên đường có bán cái gì bánh xèo này nè. Không mua cầm đi thôi. Bận ra đi. Đâu có ra. Mua mình ăn mà đâu có ra chi. Ngày mai. Giờ vô lấy cu mướn khách sạn ngủ. Đi tiếp ra Công Tum ở qua biên giới xong rồi quanh về khách sạn ngủ tiếp, mốt mới bắt đầu từ Lê Cư về nhà. Vô tới Quy Nhơn 11 giờ bình thường, 11 giờ đêm vô thành phố thì nó vui. Cái đường bự vậy chạy tới đâu cũng được hết, sợ cái đường treo leo có một chiếc xe chạy thật là hết. Còn đường lớn vậy đâu có gì đâu sợ, ngày đêm gì đi cũng được hết. Xuống mình phải này đi ra tới Nghệ An đâu phải nào. Hồi nãy có xe Lai Châu Sơn La đi đó, nên là đường này tới Nghệ An hay gì nó hết rồi, mình rẽ phải đi ra đường quốc lộ đó. Ừ, cái này mà đốt mũi lửa nó cháy chẳng coi khô là chùm hôi khô nguy hiểm. Đường rất là đẹp, nắng lên đẹp cực kỳ. 5 giờ mấy rồi các bạn. Mà mặt trời còn rất là cao. Có lẽ là 6 giờ vẫn còn mặt trời quá. Mì ngắn ngày. Chứ đây đâu có đâu.
chói nắng, 5 giờ mấy vẫn còn chói nắng. Đẹp trời đẹp. Cảnh vật ở Đắk Lắk các bạn. Không biết hết Đắk Lắk chưa, chưa biết nữa. Còn 75 cây số nữa qua đến cái gì quên rồi, Pleiku. Ở đây không biết tới đâu, đường vắng que, không có hỏi được ai, không có dòm bản hiệu được. Đây là quyền hành leo. Đốt bị cháy, người ta đốt để làm nương rẫy. Chạy xa lắm mình không thấy bắn tốc độ phải không? Đồng trống mênh mông này có lẽ là 80, đi ngang chỗ đông đông người nãy chứ cũng 80 luôn, mình không có thấy giới hạn tốc độ hay là khu dân cư vậy. Cứ chạy 60 thôi, vừa đi vừa ngắm cảnh đồng bao la bát ngát khu queo. Khu queo 5 giờ rưỡi mà mặt trời rồi thẳng vô mặt, 12 giờ trưa thì không có miếng nắng nữa. Giờ trưa mây mù che phủ hết, tới 5 giờ rưỡi hửng nắng lên.
mình xin kết thúc ở đây các bạn, ở huyện Hà Leo, E Hà Leo. Ở đây là xã E Hà Leo, huyện Hà Leo luôn các bạn. Và mình xin kết thúc video ở đây.